Xin chào tất cả các bác nha. Chào các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của hai bố con cháu. Thì hôm nay gia đình cháu đi ra ngoài ruộng này để làm cỏ cho ngô các bác. Thì bố mẹ cháu làm cũng gần xong rồi. Trên này thì làm xong rồi. Còn một tí chỗ này nữa. Trên này thì xong hết rồi các bạn nhé. Đánh xong hết rồi các bác nha. Cả đầu trên ghế xong luôn. Đánh xong hết rồi. Xong rồi. Để đi vào cho người xem. Con thấy cái hàng chuột trong người xem có không? Hàng chuột đó bố. Hàng to lắm. Biết có không nhỉ? Đi vào đào hiếm có. Để hai bố con cháu đi xuống dưới này xem hàng đấy còn không. Mang cả cái lồng đi các bạn. Đặt trận đến lúc nó, nhưng mà nó có chạy ra thì nó cũng chạy vào lồng thôi. Đây hàng đây các bác ơi. Đây. Trên này nữa. Bên này cũng có cái nó ấy đẩy đất ra. Đâu quá. Ừ, hàng này nó mới đun này. Ui, hàng này to đấy. Bắt còn đấy. Vô đây. Lấy cái cỏ này bố. Cái tối thì nó lên trong đấy. Không có nó một đấy. Thế là nó tối đấy. Để đào chỗ đấy à? Hàng dưới này. Chỗ này nhìn cũng căng phết đấy nhờ. Từ bên này lên đến đây. Hàng nhiều lắm đấy. Thế nó không thấy đâu. Tạm cái đằng hoang như này xem đấy. Mấy cái hàng ấy chứ. Đông gần lên ấy đất lên này bố. Cái này cái cũ à? Hàng này cũng trơn lắm. Chắc còn đấy. Còn lắm. Dẫn một cái vào đây xem đây. Hãy
Làm cả chỗ đây luôn hả cô? Chỗ đây trong mới chứ. Cốp những cái hàng này đỡ không ạ? Cái hàng này nó đi vòng nào? Nó sẽ đi vòng cái này. Đi vòng cái này. Đất cũng không cứng lắm nhỉ? Mưa này. Nay cũng nắng đi, cũng ấm. Lại đi vòng lên. Chắc lên trên chỗ hàng đấy. Hai hang à? Hàng đấy còn không? Tỏ thế, ui. Hay ghê. Đi chỗ đi vào cái này. Tìm không có cái ngách nào không bố? Cái khó thì nó lên chỗ này đấy, chỗ này nó bừng rồi. Đừng đùn nữa, chết cái này. Đừng lắm, hàng lắm. Nhiều lỗi đi đấy. Nhiều quan với nhiều. Ui, hai bên này cũng to thế đấy chứ. Hai dễ à. Khó ăn đấy nhỉ. Đào bên này trước à? Chỗ này hết rồi. Cắt à? Hết rồi không? Mấy hàng ở bên này thì hết đường rồi các bạn. Giờ đến cái hang bên này. Này không có gì không. Đi vào trong này. Ui, hàng lắm. Đây nhiều hàng. Trên nó xem bố. Bỏ hết. Nhiều hàng lắm chứ. Cái đất mới nhỉ? Đi rồi. Chỉ đến đấy rồi hả?
Chỉ còn cái chiên này bố. Rồi. Rồi bé thôi. Ở đây cũng có một cái hang mới mà. Đây có một cái hang này. Có gì. Đi sâu lắm. Đi lên à? Ui. À, còn một đường đi sang bên này nữa chứ bố. Còn này. Để đu đủ rừng các bạn nha. Nó có cà chứ. Trứng, trứng. Đủ cái trứng này. Úi. Chị ngon lắm, mùa này ngon lắm cái đu đủ mùa này. Tay hơi bẩn. Ôi, đào xong. Ơi, không có nhiều hạt lắm các bạn nhỉ. À, bố nhỉ. Em đu đủ rừng luôn các bạn. Trên trên núi ấy, thì chưa người ta gieo hạt mọc lên. Đây, còn dưới này tay bẩn, còn dưới này thôi. Em xin bố nha. Ăn chỗ bỏ đi. Em mời các bác ăn đu đủ nhá. Mệt quá rồi, chả có ăn thua gì. Nào không có các bạn. Đi đen quá. Rõ ràng thì cái hàng mới đất nó đùn ra mới mà. Ừ, ngọt lắm bạn. Ngọt chứ, dù mùa này chín ngọt lắm. Tháng 9 tháng 10 này. Mọi người nhá, ăn đu đủ. Ừ. Ngọt đấy. Ngọt đấy. Cái hạt trắng trắng đấy chắc không ăn được đâu bố nhỉ. Cái ấy gì bên trong nó ra cái gì kiểu như là cái mầm ấy. À, hay ra quả thứ hai nhỉ. Trong lòng đấy chả biết như nó ra một quả nữa nhỉ. Này chỗ này có cái ấy nó màu hạt này. Đi một vòng à, không có các bạn. Đã mệt quá. Cái củ sắn à. Không có. Chấm tí củ sắn này thì nướng ăn thôi. Nướng ăn tạm thôi. Trời này lạnh lạnh nhưng mà nó có nắng. Trời ấm. Này sắn mình à bố? Sắn nếp. Sắn nếp à? Ăn bở lắm đấy nhỉ? Ngon lắm. Đi đâu gì? Sợi nó là dâm dâm ấy bố. Cái chú dâm dưới ấy nhỉ. Xuống như dâm như gần chân núi này. Cho nó dâm. Xuống chú dâm. Quá kiếm ăn khó quá. Giờ khó lắm. Mang châu vào. Ây da.
Này nướng ông dơm các bác nhá. Cho vào. Kéo lên cho vào. Săn nướng lâu ngày ăn rồi đúng không? Săn nướng lâu ngày. Luộc thì cũng ăn. Ngon, nướng như này cũng thơm. Ngon. Ui giời. Này nướng lâu chín không bố? Nướng này không để nó ủ ủ ấy nhỉ? Bên trong nó nóng này. Bếp chín rồi bôi. Bếp rồi đấy. Chín rồi. Cho nó ủ một tí nữa. Chín rồi bôi. Chín rồi. Ê, nóng quá. Đấy, trong nguyên đỏ đi đấy. Lửa nguyên đỏ đấy. Ui, thơm thế. To này chắc chưa? Ui, mùi thơm. Nướng bên mấy củi của nhà. Hết 5-6 củ chứ, chả biết mình đâu còn đấy. Còn đâu. Thơm lắm các bạn. Ây xà. Đang ươm đây bố chưa? Cháy đấy, chú cháy rồi. Thơm phết đấy chứ. Thơm, cái này nướng thơm chứ. Nó như củ khoai thôi nhỉ? Như khoai đấy. Khoai nướng thơm lắm các bạn. Ây da, nóng quá. Ây da. Bữa đây này. Bên ngoài chắc giòn giòn đấy bố nhỉ. Giòn thơm. Bây giờ mọi người nha. Thơm lắm. Ăn kìa. Này nó có gần gần. Này lại hơi cháy các bạn. Cháy nhưng mà nó vàng. Rồi giòn á. Thì mời các bạn nha. Thơm lắm. Đó còn mấy củ ạ. Anh ấy lấy ra cho nó nóng. Anh ấy giòn giòn thơm nhớ. Yeah. Em bữa này, cái này. Bữa đấy. Nóng. Thơm lắm. Đèn hết đây rồi. Bữa thơm lắm chứ. Đó. Bữa lắm nè. Thơm lắm.
chạy lao ăn tí xong ăn xong rồi chạy lao là làm tiếp một vòng sang đằng kia xem có hàng nào không. Hey, nó nắng nhưng mà nó chửi rét này, nó nắng thì vừa ấm không nóng, nó ấm ấm rồi, không nóng quá không lạnh quá, vừa đấy, ra nắng vừa đẹp đấy. Đây lên đường thôi các bác nhá, tìm em còn nữa không.